Mình được không đủ lực á. Đó. 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 Mình cứ bóp bóp bóp. Ôi chỉ ta. Ây da, quay không chỉ đạo các bạn. Ờ, bây giờ bể đạo với các bạn ơi. Thấy mẹ. Thấy mẹ là chạy đến tới rồi đó. Đúng chưa, đúng chưa? Ừ. Ờ chua. Trời có vỏ không á, chỗ mình không rồi. Tại nó thấy chưa chín nè, cái này là bắt đầu thường mình nha. Tại mẹ cũng chín tới giờ á. Mình chín là có nghe. Rồi, đó là mẹ xanh luôn. Cái này thường mình nè. À. Cái này anh em ngâm đường hay luôn á mình. Ngâm đường ngâm nước mắm vậy. Ba anh em Bin chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Bây giờ thì anh em mình sẽ xử mấy con cá mà hồi tối anh em mình câu được nha cả nhà. Đây có thể nói là lần câu thành công nhất của anh em mình đi trường hồi trước tới giờ. Đúng không? Đúng không? Đúng rồi. Hồi trước giờ anh em mình câu ở đâu cái lần nào nhiều như vậy. Bữa nay thì quá chừng luôn. Còn cá út nè, rồi tôm, rồi cá ngát nữa. Đây là khai trương đầu năm của anh em mình nha. Quá thành công. Đây là phần cá út nè cả nhà. Cá út này cung anh chứ câu gì nhiều nhất luôn á. Quá thành công luôn. Sáu con cá ngát này cái nè, 2, 4, 6 con cá ngát, thêm được 2 con tôm nữa. Con tôm này tối thì anh em gặm nó chết nó hơi ấy rồi, nên không biết hay còn ăn được không nữa. Hơi đỏ. Hơi đỏ. Thịt còn chắc là được. Còn thêm mỗi cái út luôn cái nè. Hôm nay thì Bin sẽ nấu cái món mà bún canh chua cá ngát cho hai anh em ăn nha. Bún canh chua. Tối mình làm tô bún canh chua là hay luôn á. Thì có nước chua chua ngọt ngọt đó nè. Quá đã, quá đã. Con này cái nghe. Cái út nè, cái ngát nè, quá thành công. Lần hồi lúc trước anh em đi lần đầu tiên mà nhiều nhất là 4 cái ngát này béo là có 2 anh em đi dướng mỏ cày á. Đúng rồi, đúng rồi. Coi như lần đó là nhiều mà lần này còn nhiều hơn. Mà lần này là cái lần mà sai nhất. Được về đây mà nói chuyện với cả nhà là cũng dữ lắm rồi. Nói là cả nhà nghe thấy thương luôn á. Rung luôn á. Tại lúc đó anh em lo ôm cái ghe không không có cầm máy quay nên cả nhà không thấy á. Ghê lắm, ghê lắm. Đó giờ mới đi cái cảnh này luôn thầy chứ. Chắc không là dám buồn bánh lái luôn. Không dám đi lần thứ hai luôn á nha. Gió quá gió, sóng nhiều nữa. Cái lần mà băng ngang xong là cái lần đó là sợ thiệt luôn. Cái hồi cái khúc mà nước đập đùng chưa ghê. Mà cái khúc mà hồi cái nó nước mình quay xéo mà nước nó đưa chiếc ghe lên vậy nè. Để qua đây, cái ghe nó để đây. Rồi lúc mà béo lái qua béo la không được rồi hay ơi, còn hay bên cũng không biết đường sao trả lời nữa. Dạ không được, phải được nữa. Là lúc đó là mình cần một sự động viên tinh thần. Ba anh em ôm ba cái áo phao rồi không biết gì tới đâu tính tới đó giữa sông.
giờ anh em chơi xử nha cả nhà. Bún canh chua cá ngát. Thương chuẩn chưa, thương chuẩn chưa? Giờ hãy phần chuẩn bị lại cho cô bé của mình nha. Chụp kê chuẩn bị nấu cho. Giờ đuối đuối hấp lên trong nước là tới bến hả? Đúng đúng đúng. Nhức nát luôn cả nhà ơi. Mà công nhận đi đêm nó cũng kiệt sức ghê ghê chứ. Tối đó, lúc mà ăn xong rồi lúc khoảng 2 giờ sáng anh em đói bụng quá chừng luôn cả nhà. Đây nè, cái nồi canh chua, bún canh chua hôm nay thì anh em có giá nè. Cái gì quên mất tiêu luôn rồi. Dầu nhúc. Dầu nhúc, gà, đậu bắp. Và cá của anh em nè cả nhà. Cá không bự nha. Có được hai cái ngát là bự nhất. Còn mấy con nè nhỏ không à. Có mấy cái ngát nhỏ. Mới cái út nè. Hai con tôm. Bình cầu duy nhất dính được một con tôm nè cả nhà. Anh này không dính tôm nữa. Còn con ké chưa bị được con tôm nhỏ. Tôm. Với mới bật hè anh em hái nữa. Cấm. Để các cây sẵn hết đi. Chút xíu anh em sẽ xử nó. Kép kép. Bây giờ người tưởng tượng húp cái nồi canh chua mà lỗ chua cái nó sướng gì đâu. Còn miếng bún hả? Tối khúc cuối là béo dính được lúc mà câu anh em mình là béo dính được hai cái ngát khúc cuối đúng không? Cũng có con bự nhất á. Lúc con đầu tiên là hình như béo cũng dính luôn. Đó này béo câu dính cái ngát nhiều quá nha. Ngát con nhiều. Cùng mình hai con cá chút ngát à. Dạ, đúng rồi. Con cái út nghèo. Hàng cái ngát cỡ như hẻo út. Bình thì chỉ có duy nhất một con tôm thôi. Anh em mình sẽ nấu canh chua này với me nha cả nhà. Me cây me nhà. Me này nó phơi nữa nó mới đen. Còn me ấy lên nó không có đen dữ. Con là tầm gốc đó. Giờ mình mới ấy xuống rồi mới ra vàng. Bữa nay là anh em mình nấu một cái nồi canh chua lớn nha cả nhà. Thì biết là phần cá này không hết luôn á. Anh em mình sẽ nấu hết luôn và đem vô cho nhà nữa. Anh em mình sẽ dùng một phần, còn phần còn lại thì anh em mình sẽ đem về nhà. Nhúm lửa mà nhúm mỏ nang luôn cả nhà, thấy kêu cô Minh ghê không? đỉnh chân, đỉnh chân. Chổng cái đầu đỉnh. Xuống con, chổng cái đầu xuống. Đỉnh quá đỉnh hả? Dạ. Quan trọng có cháy hay không thôi. Còn cái này nữa chứ. Đâu, làm đâu thể hiện cho hai coi coi. Đây này. Tuyệt đỉnh của cô Minh. Xong rồi cả nhà. Cái mấy chút tỏi này béo đã hình phi cho nó thơm một canh chua của mình á. Ok. Được chưa? Đây, gà thơm vô cho canh chua nè. Khóm cà. Đậu bắp cho nhúc. Dạ. Thì mê thì chứ. Trong những nơi này quá sung sướng. Ý, tắt rồi, tắt. Thấy chưa? Hèn gì ngồi im 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 im. Cái này nó không dái nè. Này không im nè. Nó sợ chú Kha cười nữa. Ôi, nó bếp củi mà con. Nó bếp củi là phải chịu thôi chứ. Yên tâm đi một hơi sẽ có cái mà mồi gỗ lại đêm vừa qua. Trận câu đầu tiên của ba anh em mình. Chiến đầu tiên ha. Chiến mồi khô nhất của năm 2022. Cái này thì giờ Bin sẽ xào khóm trước nha cả nhà. Nó thơm. Nó dễ ra cái mùi thơm. Dạ, nóng. Xào khóm nó dễ ra mùi. Còn mình không xào thì nấu nó hơi lâu. Sau đó mình cho nước nó vô, mình nấu cho nó sôi. Rồi, vô đi con. Nhìn tay nha. Hay quá mình ơi. Đợi đi con, đợi đi con. Giật luôn. Đánh luôn. Này nấu con ngò bự luôn nha. Này cá nhiều quá cái nhà ơi. Cho mình vô. Này là nước sâu lên là bên bỏ cái me thằng me dầm á, mình đổ đại vô. Mình muốn sâu mình ngâm trước cái nhà đặng nó mềm dễ dầm. Giờ thì mình cứ cho vô một ít trước đi, đặng mình bỏ cá ra vô chút xíu nữa cho ra nước ngọt rồi mình nghiêm lại. Muốn cái đây miếng để ngâm ngâm gà nữa đó. Mềm chứ nghe thiếu chua của mình có dầm. Đường bên này chỉ có nhiêu đó đó. Làm tới rồi cho nó sâu lên nữa cái bên một cháy vô quá sôi rồi. Đây có cái dĩa nè. Nghe mày cái bưởi bỏ mấy cái này vô hơi cái lửa dịu là bắt đầu cái mình chùm lửa dịu nha cái nhà, đừng sâu quá nha, sâu quá bắt đầu cái nó bể cá.
quá trời nồi cà chua luôn rồi. Tôm. Cái ốc. Này, chúng ta cho con này. Quá trời nồi cà chua rồi. Cái này bên bỏ vô vậy nè, cái nhà mình cho cá nó chín á, cái mình vớt ra. Hồi cái mình bỏ đồ vô mình vớt ra nó không bị bể. Nhìn nó hấp dẫn hơn ha. Ừ. Chứ bỏ vô hết là cá bể hết. Con nghĩ quá hơi hai chú cháu mình gấp cá. Gấp ra xong mà không còn còn lông tay nữa. Còn đâu mà còn. Có không đâu mà còn. Ban đêm nhìn bếp hang hồng đẹp quá. Ăn mình cho ăn hà. Giờ mình lại lên cái cá mình. Nghe ơi. Đó, con tay của mình ở đâu? Con này con ấy nè, con đó. Hai con nhỏ là của cô Minh á, hai con bự của cô béo mà. Hai con bự của cô béo mà. Con mini cơ mà. Cao lưỡi lá mồng tông rồi còn đậu gì nữa. Săn cá ngát hả? Dạ. Thơm. Con thơm nè, hai thơm. Thiệt, đi đâu câu cũng dính thơm. Xuống dưới cống cũng dính tôm. Con câu ké cho Bình còn cũng dính tôm. Được hai con á, Bình lấy một con nhỏ nữa, Bình cho xuống câu tôm mà không dính. Hai có duyên bắt tôm hay hay đợt nhớ bắt ở trong gạch không? Hai cũng phát hiện ra cái ổ đó luôn. Đúng. Đâu có tôm mà có đâu có hai. À, ngon. Ôi sung sướng. Sung sướng. Tối nay cái dĩa cá này mới đã nè. Mới đầu luôn. Nè. Cái nhà mình ăn luôn. Rồi qua cho chú khai cho cả nhà coi cái kìa. Nè để im một tay. Con này con. Rồi trở lên đây. Cái thù bự. Trở lên đây. Quên rồi, con chơi với đồ bổi. Kè nha cái nhà. Chứ cho kè với đồ bắp vô. Kè với đồ bắp vô trước đi rồi chút xíu nó sâu lại cái. Chứ mình sẽ cho mấy cái kia vô. Lùa bạc hà qua đây, mình để hai chú Bình quên ạ. Sao quên được. Hơi xa. Nó sâu lên cái tới bạc hà đó, bạc hà cái này là sâu lên cái nữa, cái mình bỏ vô nữa là được. Nay Bình biết nấu cái này cho cả nhà ăn nên Bình không dùng bớt coi. Đó, nó sâu lên cái nhau cái này, thì xử cái kia, bỏ đẹp. Xanh xanh đỏ đỏ ha, vàng vàng nữa. Đủ cái màu luôn. Bạc hà. Hà với cái này chắc thứ quá. Vô một cái nhúng nước kia là sắp gà. Sao cái để nó sẽ bị dai. Có đồ ăn rồi mình ơi. Hãy tới khúc mức rồi đó. Cá không rồi thấy có đồ ăn rồi. Bây giờ nó có đắng đắng nữa nè. Nãy xanh đỏ vàng. Nghe mùi me nó lên hát lên cái chảy luôn á. Rồi, cho nó sôi lên cái nữa đi anh em mình sẽ cho. Rồi, kêu này kêu dễ. Lụa tô vô mình, Có gạo hôm nha hả? Biết chứ. Chế nước phải không? Biết yên tâm. Ừ. Mấy em. Gấp ra hết đi rồi mình cho gạo thơm lên cái mình chan nước cho là được. Nhớ chứ. Cà chua mà không có rau thơm là không vui đâu nha. Là dở lắm phải không? Ừ. Tại nhìn cái tô với cái nồi canh đã quá. Dở hơn nữa ha. À thì ra là vậy. Rau thơm mà phải chan nước vô nó lên là mùi. Ừ. Này nếu mà bé biết ngon nữa thì cần gì không? Nha. Tí tỏi phi vô nè. Tỏi phi. Đã chưa? Ừ. Hấp dẫn rồi đó. Minh Tiểu Nhị lên này. Chụp. Cái thơm là dữ dằn không? Nè. Sốc nước cho đã luôn. Chuẩn bị hả? Chuẩn bị bên kia mà. Này, cái nhà thấy hôm nay mà cái món ăn của bên của anh em bên Hoành Tháng chưa? Cái ốc nè, tôm nè, cái ngát nè. Không xỉu. Uống con chua nè, tuyệt vời. Chiên chiên nước mắm ớt đỏ chét luôn nè. Ôi. Hấp dẫn. Thôi ba anh em Bin mời cả nhà ăn bún con chua cùng ba anh em Bin nha. Bé mời cả nhà. Con mời cả nhà. Sứ. Vô thôi. Lộn thôi. Ồ
cộng đều lên. Bây giờ thì còn chơi gì nữa hả? Hồi nãy quên im lại luôn á, mà không biết nó vừa ăn không, lúc mà mới ra vô á. Nước rồi, ngon rồi ha. Được không? Được. Thấy 10 cái như một cái gì đâu. Nhưng mà lúc lúc hay bỏ ra vô, nhiều khi hay sợ lạc á. Ngon như bên này. Ngon ăn cá. Sao cái tô này con nghĩ sao của mình, con hết không mình? Hết chứ. Hết chứ không? Hết. Hết là con hay giữ rồi. Đã bài nó luôn. Đã bài nó luôn hả? Dạ. Để làm trước con cá ốc của cả nhà. Lâu lắm rồi mới ăn cá ốc. Đúng luôn. Lúc con cá không còn miếng thịt luôn. Nè. Mà con cá này hôm nay công nhận cái đợt này là cá mập ha. Ừ. Nó nhỏ. Bự nhỏ được mập á. Con này cá mập con nè chú ra. Con nước, con nút vào mà còn cái xương không à, rồi chú cô anh. Còn cái xương nha. Ơ, quá giờ. Ăn vậy cũ không chịu cho nổi thôi. Quá đã cái nhà ơi. Để Ben bị xe chan miếng mắm vô trong cho bên chỗ của Ben. Không quá ghĩa con giờ nay con ghĩa rồi đó. Mà nó ghĩa mồi vậy chứ mới ghĩa con à. Ghĩa mồi mới vô, ghĩa con sao vô được. Cái nằm dưới nó chọc hoài luôn ha. Chà lửa cái nằm tông này sao chà được. Hay lắm. Dạ bún rồi. Ben cũng làm con cá ốc giống như hai anh em vậy. Nghe ăn này chắc no đến sáng luôn chú à. Ừ. Vậy mà cái không có gì để ăn. Ben cũng làm được y chang như của mình. Ăn vậy thì cổ nào chịu nổi hả? Lúc cái gì hết rồi. Thịt cao mà, đã lắm. Ngon lắm cả nhà. Thịt nó mềm, nó dai, đã lắm. Làm như nước mặn lên, lên cái bắt đầu cái nó có mồi để ăn hay vậy hả? Hồi lúc đầu mấy anh em mình đi xuống dưới á, Ben nghĩ là không biết nước mặn rồi cá nó có dầu mình không, rồi nó có cá không, tại vì nước mặn hết trơn cái nhà. Sợ là dầu mình khúc trên đây mà anh em đi xuống dưới, rốt cuộc xuống dưới mà lại câu dính con tôm. Thường thường là tôm mà nước mặn không có, nước mặn nó tốn vô vườn hết trơn à. Rốt cuộc nước mặn lại dính tôm. Lần đầu tiên, ủa con này đâu đi dính tôm nữa. Cái nhà biết mà cái mà khó chịu nhất là cái nhà biết gì không, lúc mà đi sóng dập á, ướt mình á, cái nước nó mặn rồi để ở tới sáng hả, nó gích mà chịu không nổi luôn á. Tụi mình là ướt nhiều nhất rồi, chú Bin thì dưới cái quần không à, con Kha thì ai cũng thấy nó lúc là đùng 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 cái môi bị nhiều, cái lái nó không có gì nhiều nó, mà cái lái mà nó ướt không tới em chắc anh hai với mình chắc xong phim nè. Nó dập chân con quá tài luôn, con vậy nó ngắt à. Mẹ đi ghe từ từ mới có kinh nghiệm, lần này là thật sự là sợ luôn á. Kiểu nó dính con liếp mới cá cỡ mặn. Thôi đừng nhắc nữa. Thôi giờ mình ăn món ngon đi. Đừng nhắc nữa. Nó là quá khứ rồi chứ à. Quên nó đi. Cái gì sợ không nhắc hoài à. Hoài à. Miếng cái ngát kia nè. Cắm nó vô. Nó béo. Béo gì đâu. Cái nhà thấy cái tô với cái tô so với của mình không? Hơi bị bự nha, mà con mà làm hết là chú Vinh nể con luôn á. Rồi sáng giờ nãy em nó nói gì con cũng muốn mà sửa con chui ngủ cũng mới vậy. Phê quá, phê hả? Phê quá. Quá trời mệt. Rồi, giờ mà vui, giờ là thành công quá. Đi mà. Về không tắm là ngủ không được đâu chú Thành. Giờ yeah, chú Vinh bắt nước, chú Vinh tắm liền. Con sốt nước liền, trong mét. Cái ốc này phải chơi dày luôn. Chứ không có mà dễ dễ ra nữa. Kéo một cái luôn. Ra hết thịt. Con kéo thì đầu rồi. Còn lại cái xương trong miệng á. Kéo. Ngay được ba loại cá hả? Ăn cái ngát đi. Tới lượt cái ngát, cái út mình phải làm tới cái ngát chứ. Cái tô bị bể thì nó lưng hết nửa tô rồi. Nó bể nó chạm con nó vô hả? Rồi, dứt nguyên con luôn nè. Nguyên con luôn. Dẻ lên cái. Chấm cái quết cho nó đã. Bởi vì có cái chiêu vàng bột ngọt thì vô thấy cái béo của mình chấm nước mắm mà thấy đau lòng luôn á. Đúng rồi. Nó mặn dữ luôn á. Dặn miếng bột ngọt ăn cảm giác nó không bị mặn. Nó nhẹ mặn là. Ừ, ngon quá. À, con này con của chú Ben nè, cáp về đây luôn nè. Rồi coi của mình làm con đi con. Con của ta nè. Chơi con này đi, bự nè.
Mình chơi từ nhỏ tới lớn rồi ha. Còn con này cắn ăn còn. Cắn ngồi con này. Câu mà câu đi câu cá ngát, câu đi câu cá út mà đem ngửa câu cá lòng tông chứ. Thế một dây bốn lưỡi. Cái đó ha, con chú Bình thấy mà con tớm mà cái lưỡi nó gơ gơ lơ ra ngoài là ngoài này nó dính nhiều hơn. Đã. Tại vì cột chung một sợi dây á, cái lưỡi nó sát vô tông rất là nhiều. Đã. Con cá nó nút không có giấy. Nó không tắm hết phải không? Ờ, nó không tắm hết. Với lại tại nó. Tại lúc ăn nút vậy không? Ừ. Còn mình nó cái giấy nè. Thì nó cột vô cái khoen một con dây mới cột bốn lưỡi phân khúc thôi. Đấy. Với lại tại nó rộng rồi. Không ăn nữa, ăn ít, ăn còn mini không mà. Lúc đầu mà con mà thí dụ như mà cậu cái lưỡi câu cho nó lừa lừa ra ăn khúc vậy nè, cái nhà cũng như vô cho nó đút cái miệng vô vừa cái miệng của nó. Đúng rồi. Thì hai nghĩa nó sẽ dính nhiều hơn. Dạ. Luôn á. Tại cái đó thì nó khó nút, nhiều khi nó nút vô cái lưỡi mà cái hai cái phé miệng của nó chẹn cầm dây lại đau vô sâu. Dạ. À, mới có kinh nghiệm ha. Dạ. Tại con có cục chì cho đít nữa. Cục chì tên mà còn cục chì dưới nữa. Dạ đúng rồi. Ủa tại sao mà con lại bỏ cục chì dưới nữa? Cho nó chịu. Cho nó nặng phải không? Dạ đúng rồi, chứ sợ nó bay bung bung lên á. À. À, mình nhà cột chế nhiều. Ừ. Chứ con sợ nó quấn vô cục gì tên á. Tại vì nhiều giờ nhiều lưỡi quá hả? Dạ. Hết nha. Đi chú Bình với chú Khang xong rồi đó. Ừ, con. Cô mình nói thừa cho tại con nhúc. Còn con nhúc không? Vậy mà cũng ăn hết ha. Đúng rồi. Thôi, anh em cho mấy con cháu quay. Còn hai cái ngát mình để lại đi. Cái chua. Đây là nút cái đầu. Nút cái đuôi xong rồi nút cái đầu cái nha. Hết rồi. Cũng khá chứ bộ à. Từ nãy giờ không có ăn cá luôn á. Mình không ăn cá luôn, chứ ăn hết luôn vậy. Mình mới dụng ra được chứ. Đúng rồi, nó trúng cái đồng của tôm tôi không ít ít đâu. Ăn cá đi. Đứa bắt cá không biết ăn hả con? Ba ngọt. Nó to cái chùa dễ quá. Ừ. Chứ cũng lâu lắm rồi anh em mình mới ăn lại cái nồi canh chua bằng tái me này cả nhà. Ừ. Rồi trước anh em mình nấu bằng hành với bằng canh rồi. Vô mùa me mới có nồi me. Nhưng mà me này dạng là nó mới nó dốt mà chưa đen nên ăn nó vẫn còn mùi thơm tươi. Cô Minh cũng vớt hết cá rồi ha. Còn nước à? Hay quá giỏi. Còn ngon rồi, ăn hết đó, còn vớt con cá ngát nữa kìa. À, con cô béo dính hàng miếng cá ngát, ba cá ngát bự như cô béo dính không. Bao giờ cấu còn à. Đưa hà săn cá ngát nữa. Thôi lúc đầu là Minh không có câu luôn. Tại vì bên thấy lần nào mà đi câu anh em mà bên câu á là không có dính cái con gì hết trơn á. Dính một con hồi lúc trước cũng đi dính một con tôm duy nhất. Không có dính. Chết thì chết. Con mình thả bằng cá thiệt luôn hả con? Ngán cá rồi. Hay là ăn cái tôm no quá rồi nghỉ mệt luôn. Con phải bị cá rồi. Mai mốt phải biết lượng sức mình nha con. Dạ. Minh Hùng cái mắt bự hơn cái bụng hả? Không, nói em cũng ăn khỏe lắm ạ. Khỏe hơn bên nhiều luôn, cái nhà ăn dữ lắm. Em tát cạn đìa luôn. Ở trong đây thấy có hai con bún chứ không có thấy cá lóc cá tê gì đâu. Câu thì không có cá lóc cá tê. Ngâm từ nãy giờ nó gì vậy? Nước mặn. Cái đầu cá nãy giờ ngâm nước mắm à. Không biết sao gạn à. Trời ơi, con bù hống nó thơm. Chạy anh hai. Cho mày ngát không bây giờ. Ăn cá quay. Thôi. Trời ơi. Thôi. 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 Thôi ba anh em mình tới. Không biết à. Bye bye cả nhà.